Hello, chào các bạn. Giới thiệu các bạn, đây là con Flycam DJI E2S. Vâng, phiên bản mới nhất. Mới ra ngày 15 tháng 4 năm 2021. Và bây giờ tôi sẽ mở hộp cho các bạn xem. Bên trong bản combo này nó sẽ có những cái gì. Vâng, tôi mua con này ở vgshop.vn. Giá của nó là 31 triệu 400 ngàn đồng. Một bản combo tuyệt vời. Vâng, mới mở ra là mình sẽ thấy là có một cái túi da chống nước, dây kéo chống nước rất là tiện. Nếu các bạn mua bản lẻ thì sẽ không có cái túi này, rất là bất tiện luôn. Mà mua phụ kiện thêm thì cũng là tốn rất là nhiều tiền. Đấy. Những cái hộp phụ kiện rất là sang trọng. Và bây giờ là mở ra. Đấy, xếp rất là gọn gàng luôn. Vâng, đây là E2S. Đó, phiên bản mới ra, update cho con Mavic Air 2 hồi năm ngoái. Năm nay thì nó đổi tên lại thành bỏ chữ Mavic đi, chỉ còn là E2S thôi. Đó, quá đẹp. Đây là tay cầm. Tay cầm thì tôi nhận thấy rằng là nó cũng giống phiên bản cũ, không khác một cái gì. Tuy nhiên theo hãng công bố thì nó sẽ là sóng Okusin 3.0. Vâng, bây giờ tôi quay cận cảnh các bạn xem nó đẹp như thế nào. Bóc tem. Vâng, một cái bảo vệ gimbal camera. Con này đang nóng là tại vì cái cảm biến của nó là 1 inch, cảm biến 1 inch, nó chụp 20 megapixel, kích thước chiều ngang của nó là 5400 pixel cho một tấm ảnh hoặc là quay phim. Đó, đây là cổng Type-C để kết nối máy tính để setup dữ liệu và update. Còn bên đây là khe thẻ nhớ. Đó, khe thẻ nhớ các bạn nên dùng thẻ nhớ loại khá tốt một chút. Pin thì theo thông số tôi ghi trên đây thì thấy rõ ràng là pin nó vẫn sử dụng pin của Mavic E2 đi chang luôn. Pin có thể dùng chung được. Đây là accessory bộ phụ kiện nhìn rất là sang trọng luôn. Đấy, được tặng kèm tổng cộng là 12 cái cánh, tức là 3 bộ. Đó, cáp sạc, đó, joystick, phụ kiện và cáp nối iPhone vân vân. Và điều đặc biệt là các bạn sẽ được tặng kèm một bộ filter ND. Đó, filter chống nắng 4, 8, 16 và 32. Do con này không khép khẩu được cho nên nếu bay ngoài ngoài nắng thì các bạn nên cắt filter để tốc độ shutter speed nó hạ xuống thấp được một chút để mình có thể phơi sáng. Đây là lóc sạc 3 pin. Bên đây là 2 pin, do là bản combo cho nên là có 2 pin đi kèm theo nữa, và là mình sẽ có tổng cộng là 3 pin, 3 pin tất cả. Về thời gian sạc, tôi có cảm giác rằng là con này sạc nó lâu hơn là những cái con khác một chút xíu. Đấy, đây là cái xả pin để sạc cho điện thoại di động. Vâng, mình sẽ tập trung chuyên môn vào cái camera này một chút. Cảm biến 1 inch, tức là tương đương với máy ảnh full frame 35 mm. Đó, đường chéo cảm biến là 1 inch. Đó, motor rất là đẹp. Tôi đã bay thử rồi. Sáng nay tôi đã bay thử 6 km thì motor bắt lạnh luôn. Thì các bạn để ý rằng là bây giờ ở phía trước nó có tăng thêm hai cảm biến nữa. Hai cảm biến ở trên đỉnh ấy để chống va chạm vào trần nhà. Đó, hoặc là những vật cản khi mình chui qua. Bên dưới đây thì vâng, pin ghi rõ là Mavic E2 các bạn. Đó, điều này chứng tỏ rằng là pin không có thay đổi. Đó, dung lượng pin không thay đổi 3.500, và thời lượng bay giảm từ 34 xuống còn 31 so với lại bản trước vì con này nặng hơn. Đó, tay cầm không có gì thay đổi. Tuy nhiên rằng là theo công bố là sóng Okusin 3.0 mạnh hơn, truyền hình ảnh và điều khiển xa đến 12 km, so với bản cũ là chỉ có 10 km, và so với Mavic 2 Zoom và Mavic 2 Raw thì chỉ được có 8 km thôi.
Vâng, đây là thông số của tay cầm. Đó, bộ filter rất đáng giá các bạn. Nếu mà mình mua có thể tốn lên đến 1-2 triệu đồng cho bộ này. Đó, cánh thì không có ghi AB nữa mà là màu cam, gắn vào motor màu cam. Màu đen không có màu, gắn vào motor màu đen không có màu. Cái lõi ở bên trong đó. Đấy, sau khi gắn cánh vào thì nhìn nó rất là dữ dằn. Đây, bộ đắp pin ghim 3 pin vào để sạc. Thì sạc 3 pin này thì nó sạc tuần tự từng cái một. Nó có thể mất đến mỗi pin phải hơn 1 tiếng đồng hồ. Cái đèn này hơi bé cho nên ngoài nắng thì mình hơi khó nhìn. Đây, sạc 3 pin tuần tự. Và sau khi sạc pin xong thì tôi kết nối thì nó yêu cầu là update firmware bản mới nhất cho máy bay và cho tay cầm vân vân. Thì mình sẽ thực hiện động tác binh kết nối theo hướng dẫn ở trên app, khá là đơn giản thôi. Lúc này điện thoại của bạn nên kết nối wifi và pin phải đầy đủ. Ok, tôi mở thử lên cho bạn xem. Wow, vẫn tiếng nhạc khởi động quen thuộc của những dòng DJI từ xưa đến giờ. Đấy, sau khi update firmware xong, máy bay tự khởi động lại và đã kết nối thành công và đã có hình rồi. Đã có hình rồi các bạn ơi, tuyệt vời. Mọi thao tác rất là đơn giản luôn. Đấy. Ok, tôi khởi động thử trong phòng. Mặc dù là trong phòng không có GPS đó, nhưng mà mình cũng mở thử để xem máy bay đã hoạt động được chưa, để sẵn sàng cho chiều nay mình ra quận 2 ra Thủ Thiêm bay thử. Ok, sau khi tôi kết nối và up firmware xong đó thì có chụp thử vài tấm tại chỗ luôn ngay trong phòng làm việc. Đây, tôi mở cho các bạn xem đấy. Thì các bạn thấy rằng là chất lượng hình ảnh như thế nào? Đó, hình ảnh 20 MP, 20 MP nét căng. Đó, chụp trong nhà, đó, trong điều kiện trong nhà. Đó, ánh sáng trong phòng rất là bình thường của một cái phòng làm việc. Đó, rất ok, rất đẹp các bạn ạ. À, đó, rồi sau đó buổi chiều tôi đi ra Thủ Thiêm. Vâng, đây có chụp vài tấm cho bạn xem. Lúc này trời cũng tắt nắng rồi. Đấy. Đây là chụp chế độ ô tô màu nguyên, chưa có chỉnh sửa gì cả. Đó, ảnh gốc đấy. Ảnh gốc. Ảnh này là ảnh JPEG. Đó. Kích thước chiều ngang nó là 5K4. Khá nét các bạn. Đó, tôi cảm thấy rất là hài lòng. Đó, đây là chụp ở độ cao 500 m. Ảnh này là ảnh JPEG, ảnh mì ăn liền. Ảnh mì ăn liền, không có hậu kỳ. Chưa có hậu kỳ. Hậu kỳ thì tôi sử dụng ảnh file RAW. Đấy, các bạn thấy chất lượng hình ảnh như thế nào khi mình zoom lên full 100% như thế này. Tấm ảnh rất là to. 5K4. Đó, đây là cầu Thủ Thiêm 2 đang xây dựng này. Đây là tấm chụp vòng cầu 360 độ. Đó, mình phải có cái app thì mình mới xem được cái vòng cầu này. Đây, một cái ảnh rất là dài, nó tự động nó ghép cho mình. Đó, ảnh này nó có kích thước là chiều ngang là 8.200 pixel. Đây là chụp 9 tấm này. 9 tấm này đấy, zoom lên. Đây là lên đỉnh luôn. Đó, tôi bay lên đỉnh ngọt ngào các bạn.
Đây là đỉnh Landmark 81 này. Nét kinh không? Đó. Cầu Sài Gòn. Đó, ảnh là ảnh thô nhé các bạn. Đây, tôi đứng ở đây. Đấy. Em nó đây, cái túi da tay cầm. Kích thước ảnh của nó là như thế này. Phải. Đây, cái kích thước ảnh các bạn nhìn thấy. Đó, dung lượng của nó là trung bình là 8 MB cho một tấm ảnh. 8 MB. Còn đây là file RAW. Đây, chụp đêm Biteco, file RAW đây. Đó, file RAW dung lượng trung bình là 40 MB cho một tấm ảnh RAW. Đó, chiều sâu màu 10 bit để cho các bạn tha hồ hậu kỳ. Đó, sau khi tôi hậu kỳ xong thì tôi save lại thì một cái file JPEG này là trung bình là từ 10 MB cho tới 17 MB tùy theo tấm ảnh có nhiều chi tiết hay không. Đây, ảnh hậu kỳ rồi đây các bạn. Đấy, thấy hoành tráng không? Đây. Phê. Đấy, ảnh này là đã hậu kỳ. Lấy cái file RAW, file gọi là cái file gốc ấy. Đó, cái file thô ấy, file dữ liệu thô ấy. Đó, cái này là cũng là chụp bằng Flycam luôn này, con 2S luôn này. Đó, file thô mình hậu kỳ, đây là đỉnh lên mạng, tôi lên đỉnh hai lần luôn. Trời ơi. Nét từng cái cửa sổ chung cư này các bạn. Cầu Sài Gòn này. Những cái tấm này á, là tôi chụp ISO 100, quay ba lăng là 5400 và speed shutter là 1.3 giây. Tại vì mình phơi lâu hơn nữa thì nó sẽ bị cháy sáng. Tại vì con này không có khẩu độ cho nên không đóng được. Và filter thì tôi chưa có lắp vào. Đó, các bạn nhìn thấy những cái vệt xe chạy không? Đó, nó kéo dài 1.3 giây. Tôi phơi sáng 1.3 giây. Quá ổn các bạn à. Đấy, các bạn nhìn thấy ở cái vùng đầm lầy. Có cái chung cư ở xa cái này, cái vùng đầm lầy là vùng tối này này. Mà vẫn lên hết chi tiết. Nơi này không có đèn đóm gì cả, tối thui luôn á. Đó, những cái vùng này là tối thui luôn này. Cái vùng mà cỏ đó. Đây. Phóng lớn lên cho các bạn xem chi tiết nha. Rõ từng cái khung cửa. À, không có gì để chê hết các bạn ha. Thật sự thì tôi thấy nó cũng xem á, gần bằng với lại con 2 Pro. 2 Pro là dùng cam Hasselblad danh tiếng. Còn con này là cũng cảm biến một inch nhưng mà không có đóng khẩu. Khẩu nó chỉ có 2.2 thôi. 2.8 thôi và không có đóng khẩu được. Nét kia thấy rõ từng cái hồ bơi luôn này. Đó, hồ bơi này. Khi mình phóng lớn lên. Thu nhỏ lại. Đó, tôi đang xem trên máy tính các bạn ạ. Đó, dùng lớn lên. Dùng lớn lên tới 400%. Các bạn có thể vào trang Facebook của tôi, Facebook Đoàn Hồng Giang để xem những tấm ảnh này được chất lượng tốt hơn. Đó, xem tấm ảnh thật. Tôi có để file RAW để cho các bạn download về để nghiên cứu. Đó, còn mình coi trên video này thì chỉ là giới thiệu thôi. Đó, zoom lên. Cái tòa nhà này là nó đen thui luôn.
không có cái đèn, vậy mà khi mà mình chụp lên thì nó vẫn sáng, đó, phơi sáng rõ luôn đấy các bạn. Đó, tòa nhà này không có đèn nha, kinh khủng, quá là phê. Đây là đường Nguyễn Huệ đây, phố đi bộ Nguyễn Huệ, đó, Ủy ban Nhân dân thành phố ở phía xa này. Tấm này đã hậu kỳ, đó, thì nhiều bạn có hỏi hậu kỳ hay không thì bắt buộc phải có rồi, tại vì mình chụp file RAW mà, mình chụp định dạng thô, cho nên là nếu không hậu kỳ thì không có lưu được về file JPEG, thì không có chia sẻ lên mạng xã hội được, cho nên là mình phải dùng phần mềm Photoshop để mà mình mở ảnh lên, mình edit. Quá đẹp, phóng lớn từ từ lên các bạn xem. Đó. Mê linh, thu lại. Đấy, còn file RAW là file như thế này đây. Đây, file RAW đây. Thì khi mà mình file RAW này nó có cái đuôi là DNG. Đó, file này thì thường là chỉ những phần mềm như Photoshop hay là những phần mềm Lightroom chuyên nghiệp thì có thể mở lên được. Và sau khi mở lên hậu kỳ thì mình mới save thành file JPEG truyền thống.